Rồi, chào bác Khả nhá. Chào mừng bà con anh em lại trở lại với video của YouTube Cày Chảo Vũ Hải ngày hôm nay. Hôm nay tiếp tục ngày 28 tháng 11 năm 2021 dương lịch. Cơ khí nông nghiệp Vũ Hải, xóm 5 Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình lại lắp dàn cày cho bác Khả và bác Toán ở Tây Đô, Hưng Hà, Thái Bình. Dàn cày này là 4 chảo lắp cho con máy Kubota ZL1 Sunshine 225. Dòng này là dòng là Moro Matic Auto. Con này thì nguyên bản của nó là ben điện bán tự động, nó có thêm một cái ben ở bên đây. Nó có thêm một cái ben này nhưng mà em đã tư vấn cho bác là cắt bỏ cái ben điện đấy, chạy bằng ben cơ. Thì chốc nữa về là bác thay cái này bằng cái vặn chỉnh tay, chỉnh cơ bằng tay thôi, chỉnh cho nó nhàn. Nó tuy bằng cơm thì nó mất sức một tí, nhưng mà chỉnh một lần là nó được, chứ nó không như cái anh cu này khó chỉnh hơn. Đám lúc nó trục chặt là lại khổ mọi người ra. Đây thì dàn cày 4 chảo lắp cho con máy 225 này thì bảo đảm cho anh em là tối ưu tới mép bờ. Hết bờ thì không dám chắc, nhưng mà gọi là còn chân bờ khoảng tầm 5 phân là ok. Nói chung anh em làm máy thì cũng chỉ cần vậy thôi. Còn đâu nếu mà nó tối ưu được nữa thì nó là cái tốt. Bởi vì háng của con này thì máy bé nhưng háng rộng. Cũng giống như các chị em cứ cao dàn thoáng máy háng rộng là anh em thích. Đấy, dàn này thì được chế tạo và sản xuất vào tháng 11 năm 2021. Và ngay hôm nay thì đã lắp hoàn thiện là xong cho các bác để các bác đưa về nhà. Còn các bác thì không cần phải test và chỉnh gì ở dưới ruộng cả, vì đồng dưới em đây thì vẫn còn đang rớt. Cho nên là hôm nay máy xuống đây là chỉ lắp xong và bàn giao cho các bác thôi. Còn ngày nào các bác chạy mà có nhu cầu hay là trục trặc hay là có vấn đề gì cần về hỗ trợ thì các bác cứ alo trực tiếp cho bên em. Đấy, đây là bác Toán. Rồi, xin thân ái chào tất cả mọi người. Video của em đến đây xin kết thúc. Kính chúc tất cả mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thành công.